liên tục cập nhật thông tin giá cả thị trường nông sản hàng ngày, những phân tích sâu sắc của các chuyên gia về sự biến động của thị trường nông sản, giúp doanh nghiệp và nhà nông sản xuất tiêu thụ hiệu quả, mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp và nhà nông. Đó là bản tin nông sản từ chất lượng đến thị trường, phát sóng vào lúc 18:20 hàng ngày trên kênh VTV1. Mời quý vị và các bạn đón xem. Vân Lân Ninh Bình, người bạn tin cậy của nhà nông.